chào các bạn, mình xin giới thiệu, mình tên là Linh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về kỹ thuật phát đồ trái tay. Các bạn hãy cùng theo dõi video của mình nhé. Thì chúng ta sẽ dùng bước chân phải lên để làm trụ, sau đó sẽ cầm cầu bằng ngón trỏ và ngón cái, cầm vào một nhánh cầu. Lưu ý là sẽ không cầm sâu vào cánh cầu đó. Còn vợt thì chúng ta sẽ cầm sâu hơn chút vào cánh, vào cán vợt. Lưu ý là chân phải bước lên để làm trụ. Còn đối với cách giao cầu thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ để phần mặt vợt song song với phần bụng của chúng ta, và để song song và thẳng với bụng của chúng ta. Còn với quả cầu chúng ta sẽ làm sao để cho cầu vuông góc vào mặt vợt để có được trạng thái tốt nhất khi chúng ta giao cầu, và khi đó chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong những pha tấn công đối thủ. Khi mà đối thủ tấn công lại chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng phòng thủ hơn. Thường thì khi những quả cầu như thế này thì rất dễ chúng ta sẽ mắc sai lầm trong những tình huống giao cầu, cho nên các bạn hãy cố gắng tập luyện nhé.